Rồi, cô lên mà. Anh còn thấy không? Lớn. Đây nè. Con cá dền, tôi đặt dưới này. Đã. Hai cho Tuấn Cần Giờ xin chào đến cô dì chú thím và anh chị và các bạn đang xem kênh của Tuấn Cần Giờ nha. Nay anh em tiếp tục đi săn bắt cả nhà. Nay nói chung là đụng gì bắt đó. Có gì Tuấn quay thành quả lại cho cả nhà xem nha. Giờ mời cả nhà theo chân hai anh em. Đây, Tuấn với lại Caramel đi. Rồi, có gì Tuấn sẽ quay cho cả nhà xem nha. Rồi, hai anh em phát hiện đó của bò không ơi. Ừ, nó bò nát luôn rồi. Quá trời đất. Để anh em tính kiếm ngồi xem nè. Mệt cả nhà. Sau một hồi tìm kiếm cả nửa tiếng đồng hồ, nó bò đó cả nhà. Đó. Bò như vậy nè. Bò nãy vô cũ, qua đây nó được vô mới. Cái tính ngó lên đây nè. Cái giác trong đây nè. Tính ngó sao thấy con cua quên càng cả nhà. Dạ thấy gì nè, cảm ơn. Đó. Cái giác nó chen được. Quay qua tiếng kia cho cả nhà coi. Mới bò lên cả nhà ơi. Đi cả nhà. Đó. Quá đã quá đã. Quán kia lên tèo. Anh một thực hiện cho chạy quán kia nè. Đi cây móc thôi. Và anh lỗi nó đó. Bò dai lắm rồi. Đó. Ok. Đó. Tôi cái lỗ nằm rồi. Thấy đâu đó quân càng nè mọi người, quá đẹp. Rồi hôm qua tôi chụp cái đầu đó. Chắc hết biết chưa vậy chưa? Nằm lỗ kìa, chua lỗ rồi đó. Lỗ của nó nè, lỗ của nó nằm đó. Chụp đâu? Chạy đâu? Để ghi yếu. Nước trồi tới giờ. Hai con nước rồi chứ. Trời ơi, cua màu chắc. Cua có một cặp, không có một cái nè. Xả cua cái ra rồi. Xả rồi. Một em. Hả? Ba nè. Đó, cua chắc. Ơi. Đâu nó lết, cặp mấy á. Quay không được. Lết tôi quay không rõ. Thôi cua lên nè. Thấy người thấy không? Ừ. Đây nè. Con cá trên người đặt dưới nè. Nãy giả cặp rồi. Không, cò ôm. Tại vì hàng nhỏ quá. Bò lên không kịp. Kiếm hàng bự không kịp á. Nó bò nát luôn nè. Bò nát luôn. Ừ. Anh được hang chút xíu à. Bắt con cá này trước đi. Đây. Đây nè. Em vừa giật nghe sẹt sọt 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 sọt. Cái gạch. Ồ, ngon vậy. Cái gạch sao ôm ta. Trời ơi, cái gạch. Sống luôn. Đã. Nhớ thêm nữa kìa. Thôi, có cua nãy luôn. Có một càng vậy? Ừ, hai càng, hai càng. Trời ơi, ngon. Thử chịu nổi, vô tình kiếp. Trời ơi. Thử cặp đâu nữa ba con rồi còn bọt. Cặp thôi chứ. Rồi đi giao ba con. Mu dung sổng trời nó tê. Mu dung lên như vô. Đây, cặp nè cua nhau rồi. Đầu tiên hạ thêm tí rồi. Rồi tiếp tục theo chân hai anh em. Rồi mới leo qua bờ bắt cua cặp, leo qua thấy dấu nè mọi người đó. Rồi để hai anh em kiếm cho mọi người xem nha.
sau một thời gian tìm kiếm con cua chi lùng nó cả nhà, bây giờ Tuấn đã phát hiện nó rồi. Trời ơi, kiếm từ cái cây số luôn cả nhà, nó nằm nè chứ cả nhà thấy không? Chập luôn. Chết đi được. Tuấn đừng nói tới. Nhiều rồi, đi cầm. Lẹo qua bờ. Chắc. Nhiều. Đừng đạp bối, chói xong quay bối luôn. Quay qua đây, vừa chói cua thấy bối cua luôn cả nhà. Chói cua này xong Tuấn sẽ kiếm bối cua này cho cả nhà xem nè. Tôi chưa kịp chối qua đây thấy dấu bối cua nè, rồi để hai anh em có thấy dấu bò luôn. Cắn lủng cháu càng nữa hả, xịt máu rồi, cắn lủng cháu càng đừng giữa kìa, thấy rồi hai anh em thấy dấu ấm dí mới dạch lên nha mọi người. Đó đây nè, đó để hai anh em kiếm cho mọi người xem nha. Ôi, phát hiện cua dưới nước rồi. Đống cua đâu nằm dưới nước, ăn trên cho bá không nào, ăn trên bả ơi, giúp em miếng bọc đó nè, ăn nó đi, anh dễ nằm dưới đây nè, ăn dưới hả? Ừ, ăn phúc mà ăn trên, mình ăn trên trà bá luôn mọi người, đừng nóng vỡ. Đây hiên hang đó nè, nó nằm dưới cống. Xem chúng mày chúng kỹ quá đi thôi nha mọi người, hai lần mấy bốn lần làm dữ mắt như là thí nè cả nhà ơi, giờ xem thí nè, để càng ngày cắn càng kia mà. Đó, quá cho luôn mọi người. Bò nè. Ừ, nó bò nát cháu luôn. Bò như là chuột đi, chuột chạy vậy đó. Rồi khi sau khi tiếng dọn mập vừa. Tôi phát hiện cái hang đó mọi người. Nó đập nghe mùi gì nó thúi thúi. Vừa luôn rồi. Đụng lắm không rồi. Con này bắt hơi lâu à. Bây giờ đừng thằng cái chen kẻ ấp vừa. Dưới kẻ ấp vừa. Giảm được ghê chứ.
Lên xuống, lên xuống. Cái chen vô, vừa chen vô cái kẻ luôn, móc. Có. Rồi. Lên nha mọi người. Rồi, nó chen. Rồi. Chen vô đã đời. Rồi. Cái xo. Đấy. Một con cua cái. Nãy giờ cua được không à? Vận chuyển con cua cái nha. Nó mệt chị thôi. Rồi, để xuống mới dập. Rồi, mà đã luôn. Vô nha mọi người. Rồi giờ hai anh em lội xong đi về cả nhà, nước này dông rồi. Ở này băng qua luôn chứ. Bên này thả xuống nước chảy nè. Ông thả đi, từ lội chưa ạ. Sáng ngày lội ba cái sông vậy như vậy nè cả nhà. Caramel kìa còn dưới kìa. Nó nhỏ chứ không phải, chắc không có nhỏ đâu cả nhà. Trời này lạnh sáng xưa, giờ này lội xong nè. Cũng sướng sướng. Ướt lên tới trên này kìa. Ướt lên tới trên này kìa. Rồi, lên anh em tắm rửa về luôn cả nhà ơi. Về tới nhà Tuấn sẽ quay thành quả cho cả nhà xem. Rồi giờ hai anh em cũng về tới nhà cho cả nhà. Giờ đổ thành quả cho cả nhà xem nha. Đây là 6 con nha cả nhà. Đó, cũng không thể nói nha. Gặp rồi. Đó, 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 nẹt cả. Nẹt cả nè. Đó. Này được nhìn lên đây cả nhà. Rồi. Tuấn cũng xin kết thúc clip tại đây cả nhà. Tuấn cũng rất mong cả nhà quan tâm và theo dõi đến hết video. Nói chung là cũng mong được đề xuất trở lại, tại vì cũng một thời gian bỏ bê kênh quá. Nên cũng rất mong Tuấn xin một like, một lượt subscribe để anh em có động lực ra video cho cả nhà xem. Nói chung cũng không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn cả nhà chân thành, lời chân thành để của team Tuấn Cần Giờ. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cả nhà. Mong cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi, hẹn cả nhà clip sau luôn.